Video hôm nay mình giới thiệu đến các bạn là cách tiêm một con chó nhé. Tiêm chó rất là nguy hiểm các bạn. Kể cả chó chúng ta có nuôi thân đến mấy nó cũng sẽ cắn các bạn nhé. Thường là chó bị ốm bị bệnh thì chúng ta mới phải tiêm. Nên là khi nó cắn là rất là nguy hiểm. Và video hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn là cách tiêm phòng để tránh nó không bị nó cắn. Thì cái video này thì áp dụng với những con chó từ 17 kg trở về thôi. Còn đâu con chó to hơn thì các bạn phải tiêm 2 đến 3 người các bạn nhé. Tránh trường hợp bị nó cắn thì không mất thời gian của các bạn, thì mình đã chuẩn bị thuốc ở đây. Thì cái kim tiêm này các bạn cắm vào thật chặt nhé. Cắm vào thật chặt các bạn. Và bây giờ mình sẽ tiến hành tiêm con chó này để cho các bạn xem các bạn nhé. Các bạn cầm chặt mõm nó như này nhé các bạn nhé. Đấy, cầm thật chặt. Các bạn nào yếu thì các bạn không nên dùng bằng cách này nhé. Các bạn phải nhờ đến bác sĩ thú y người ta tiêm cho các bạn nhé. Đấy, các bạn tiêm như này thì nó không sợ nó bị cắn đâu. Các bạn cầm thật chặt đó, các bạn tiêm vào như này, vậy là đã xong các bạn nhé. Video của mình giới thiệu với các bạn là cách tiêm con chó không bị nó cắn đến đây là hết rồi. Các bạn thấy hay thì like, đăng ký, ủng hộ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau.